Vâng, em xin mến chào các bác ạ. Thưa các bác thì hôm nay em vừa mới đi sưu tầm được một cái cây địa lan có cái mặt bông khá đẹp các bạn. Do vậy mà về tối hôm nay thì em lại xin quay và chia sẻ đến cho bác nào sưu tầm một số những các cái đơn lan nhé, đơn lan kiếm rồi đơn địa lan. Thì đầu tiên cái chậu đầu tiên thì em xin giới thiệu đến cho các bác đây ạ. Đây là một cái chậu mặc đen các bác nha. Chậu mặc đen này thì nó có hai thân, một thân giả có ba lá nhưng mà đã bị cắt rồi. Đây. Đơn đầu tiên em xin gửi đến các bác là chậu mặc đen này. Chậu mặc đen này thì là có ba lá nhưng mà bị cắt rồi, thân giả. Và đây là cái thân tư mới lên trong năm nay được 4 lá. 4 lá. Nhưng mà nó thuộc diện cây nhỏ các bác nhá. Lá mới được khoảng 30 cm thôi và chiều rộng này chỉ khoảng 2 cm rưỡi. Và đang lên một cái măng rất là to. Đang lên cái măng rất là to. Đây đấy. Măng này là bằng măng măng cây các bác nhá, chứ không phải măng mầm à, măng hoa đâu. Cái này thì phải sang năm thì mới có hoa. Thì cái đơn số 1 này em xin chia sẻ với các bác sưu tầm là 800 nghìn ạ. Xin chia sẻ với các bác này. Cái đơn địa lan số 2 là cái địa lan Hoàng Điểm nha các bác nha. Cây địa lan Hoàng Điểm truyền thống. Thì chậu này gồm có 3 thân. Đấy. Và 9 lá. 3 thân 9 lá các bác. Thân tơ đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó đang lên một cái măng rất là to nữa. Một cái măng rất là to. Tất cả những các cái chậu cây này là đều ổn định, trồng ổn định rồi các bác, nên là khi mà em ship đến cho các bác là về là yên tâm, các bác chỉ có việc tưới với chăm sóc thôi, chứ không phải giống như những các cái cây mà bây giờ người khác mới tách chậu rồi đưa về trồng đâu nha. Thì cái chậu Hoàng Điểm này thì em xin chia sẻ với các bác là 600 ạ, 600. Tiếp theo thì đến một cái chậu nữa là chậu số 3 là chậu địa lan. Cây này nó có cái tên là Thanh Cao Bằng. Cái này thì đầu năm đã nở hoa nhà em rồi. Và cái chậu này thì nó cũng không được to lắm. Lá dài khoảng 25 cm thôi. Và nó có 3 cây. 3 cây thì cây mẹ này thì là cây già rồi nhé. Cây già rồi. Đấy. Còn hai cây con. Hai cây con có cái mặt hoa cần hoa màu xanh bông khá là đẹp, rất là tuyệt vời. Cái chậu này nếu mà bác nào lấy thì em xin chia sẻ cho các bác là 1.200.000. Chia sẻ 1.200.000. Là vậy là em có 3 cái đơn địa lan này chia sẻ cho các bác này. Tiếp theo thì em chia sẻ đến cái đơn lan kiếm lưỡi hồng các bác nhé. Cái chậu lan kiếm lưỡi hồng này thì nó gồm có 4 thân. 4 thân. Nếu như tách cái thân già này ra thì nó là cây sừng trâu. Một 3 cây sừng trâu rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ nó rẻ rồi. Thế thì em xin chia sẻ cho bác nào sưu tầm cái đơn lan kiếm lưỡi hồng này có cái giá là 600 nghìn, 150 nghìn một thân các bác, 150 nghìn một thân. Cái chậu này là em đã trồng ổn định rồi nhé, trồng ổn định cây mấy tháng nay cây đã sống khỏe và đẻ và phát triển rồi đấy. Tiếp theo cái đơn thứ hai nữa là cũng là đơn lan kiếm thứ hai đấy, lan kiếm lá cứng thứ hai là cũng là đơn lưỡi hồng các bác nha. Đơn này thì gồm có 3 thân, 3 thân thế sừng trâu. Đấy, đơn này thì em xin các bác 500, 500 nha. Đấy, tách ra cùng trồng với cái đơn này.
hai cái chậu này là trồng cùng với nhau. Chậu này thì bốn thân, thì gồm có một thân mẹ này, một thân con và hai thân cháu. Thì cái này thì gồm có một thân mẹ và hai thân con. Một cái chậu thứ ba nữa là cái chậu này là có cái tên là Trắng Hạ Long các bạn. Đây đây Trắng Hạ Long. Quy cách của nó thì cái chậu này là nó gồm có 6 thân. 6 thân và măng mầm thì đang lên rất là nhiều đấy các bạn, đang lên rất là mạnh này. Vì nó toàn là cây tơ hết. Trắng Hạ Long. Và nếu bác nào mà sưu tầm thì em xin gửi cả cái chậu này cho các bác. Phí ship thì các bác chịu và nó cũng có cái giá thành là 500 các bác nha. Để về các bác chơi luôn. Còn phí ship thì nó vào khoảng 40.000 gì đó. 40.000. Đây là cái đơn Trắng Hạ Long. Rất là đẹp. Trắng Hạ Long. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với các bác, đây là một cái chậu hồng kim ngân ạ. Hồng kim ngân. Thân rất là to nha. Và quy cách thì cũng gồm có 3 thân và một cái măng. Hai thân mẹ rất là to và một cái thân con thì măng nhưng mà trưởng thành rồi và bây giờ thì nó lại đang lên một cái măng nữa đây. Một cái măng nữa rất là to lực. Các cái chậu này thì các bác trồng chăm sóc từ giờ đến tháng 3 thì nó sẽ có hoa để ngắm rồi. Thì cái chậu này em cũng xin chia sẻ cho các bác là 500. 500. Và một cái chậu hồng kim ngân nữa. Cái chậu này thì nó gồm có một thân mẹ tơ và đẻ ra hai con. Đấy, thì bác nào mà lấy cái chậu bé bé này thì em chia sẻ cho các bác là 300. Đấy, 300. 500. Đấy là những các cái đơn kiếm hồng kim ngân. Cái này là hồng kim ngân các bác. Cái chậu này là chậu hồng kim ngân này. Chậu này cũng là hồng kim ngân. Chậu này là Trắng Hạ Long này. Và đây là lan kiếm lưỡi hồng. Lan kiếm lưỡi hồng. Và ba cái chậu này là địa lan. Một chậu mặc đen số 1, chậu số 2 là hoàng điểm và chậu số 3 là thanh cao bằng. Đấy, hôm nay em có một số những các cái chậu cây muốn chia sẻ cho các bác. Những bác nào mà chưa có hoặc là có nhu cầu sưu tầm thì em để cái số điện thoại đang ở trên màn hình này, xin các bác hãy liên hệ với em. Em sẽ đảm bảo đóng hàng gửi ship cây cho các bác. Đặc biệt là vào những các cái ngày thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Em đóng hàng cho các bác thì nó rất là an toàn. Thôi vậy em xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Các cái mặt hoa của những các cái cây này thì em đã đăng nhiều ở trên cái kênh của em rồi. Thì nếu mà bác nào có thắc mắc cái gì thì xin các bác hãy liên hệ với em để em gửi cái mặt hoa của các cái cây này cho các bác nha. Còn nếu như mà bác nào ấy, bác nào mà có nhu cầu mà sưu tầm này, sưu tầm cái chậu mặc đen này nhá. Cái chậu mặc đen này thì xin các bác liên hệ với em. Cái chậu này thì quy cách là nó gồm có 4 thân. Cây rất là to khỏe này. Và đang có một cần hoa. Tết là được ngắm luôn. Đấy. Và em sẽ ship gửi cả cái chậu này cho các bác. Để các bác chơi. 4 thân, 1 cần hoa. Chậu này thì ra ngoài Tết thì nó đẻ thì kinh khủng khiếp luôn. Vì thân nó mẹ nó to khỏe mà các bác. Đấy, thì nếu bác nào có điều kiện thì sưu tầm cái chậu to này về chơi luôn thì xin các bác hãy liên hệ với em.
Thôi em xin chào các bác nha. Xin hẹn gặp lại các bác.